giờ mình còn phải có cái gì đó, cái xe, cái xe đối thủ, cái xe người chơi, cái xe người chơi đúng không? Để các bạn nhìn, nó sẽ cấu hình lên cái xe người chơi này. Thằng này nó có làm không? Rồi, các bạn nhìn cái xe người chơi của thằng này ở đây. Cái xe người chơi của thằng này là cái xe người chơi của nó là cái gì? Các bạn nhìn ở đây, một cái dấu ít trung tâm, hai cái dấu hai bên, và bốn cái bánh xe ngồi chuyện trên bốn đỉnh này, thấy không? Rồi tôi nắm ý tưởng, tôi sẽ làm một cái hàm vẽ xe như sau. Nó lấy hàng ít làm trung tâm nha các bạn, trung tâm là hàng ít. Giờ mình sẽ làm một cái hàm tương tự như vậy, gọi là hàm vẽ xe layer. Cái xe này thì tôi cho nó một cái tọa độ ít y đi, bởi vì thế này nè các bạn, bởi vì mới vô trò game á, cái xe layer nó có thể nằm ở một vị trí bất kỳ, cho nên tôi cho nó ít y, tôi cho nó ít y ở đây. Rồi thì tôi sẽ cho là map. Cái xe cũng layer á, bản chất á là nó cũng nằm bên trong cái đường đua, mà cái đường đua được cấu thành bởi cái gì? Bởi cái mảng hai chiều là mảng map. Cho nên là tôi sẽ dùng cái mảng hai chiều đó, tôi vẽ ra cái xe bên trong luôn, vẽ ra cái xe bên trong được mà, bởi vì nguyên một cái mảng hai chiều bự á, nó chứa nguyên cái mảng hai chiều là cái đường đua, bên trong cái đường đua là những cái ký tự, đó là những cái từ rỗng. Bây giờ tôi cho nó là một cái cấu hình, ví dụ ở chỗ đó là một cái ký tự là O, ở dưới là cái từ ít, nó cấu thành một cái xe. Vậy là mình lấy lại ký tự đầu tiên thì map ít y rồi là bằng lại vị trí đầu tiên, tôi cho nó là ít. Cái này gọi là thân xe nha, thân xe đúng không, thân xe. Rồi các bạn nhìn chỗ này, bây giờ bên trái của nó, bên trái của nó là một cái dấu gạch đứng đúng không? Bên trái của thanh xe là một cái dấu gạch đứng. Mà bây giờ các bạn biết bên trái thanh xe là cái gì? Thằng này nè, nó có tọa độ là XY. Lưu ý nè, cái go to XY á, đối với cái hàm go to XY á, thì cái X á, nó chính là khoảng cách từ cái tọa độ đó cách so với cái lẻ trái, và cái Y là khoảng cách từ cái tọa độ so với cái góc bên trên. Nhưng bây giờ của mình nó không phải là go to XY, bây giờ của mình đang là đối tượng map. Map hồi nãy các bạn nhớ không? Nó là cái gì? Dòng và cột. Vậy thì bây giờ, ví dụ như bây giờ nha, tôi nói thế này, các bạn nhìn lên cái thằng này nha, cái thằng cái dấu gạch đứng đấy nè, nó nằm cùng dòng với thằng ít đúng không? Các bạn thấy không, nó nằm cùng dòng với cái thằng ít đúng không nè, nguyên một cái thằng này nằm cùng với một dòng, mà cái dòng nằm ngang là nó nằm cùng dòng, là đó nằm cùng dòng, thấy không? Và cái cột nó hiện như nào, cột của nó sẽ bị lùi hơn một cột số thằng ít. Các bạn nhìn nè, thằng ít đang nằm ở đây, cái cột tăng dần từ trái vào phải, bởi vì thằng này nó đang nằm bên trái của nó, tức là cái cột bị giảm xuống, còn cái dòng vẫn nằm ngang cái dòng này, tức là cái dấu này nè so với cái ít á, nó nằm cùng dòng à, nhưng cái cột bị lùi vô à, cái có nghĩa là cái xe nó chạy tới thì luôn là nó chỉ cái dịch chuyển cái cột thôi, vậy còn cái dòng nó vẫn nằm như cái vẫn nằm trên dòng đó à, gì. Tức là cái cấu hình của cái thằng này á cùng trên dòng đó, nhưng cái cột bị lùi xuống. Vậy nên tôi sẽ làm như sau, map cùng nằm trên dòng đó là ít, nhưng bây giờ lùi xuống một cột là y trừ một, là sẽ bằng cái dấu sẹp này, tức là cái này nó gọi là bên trái thân xe, bên trái thân xe. Các bạn hiểu được lý do là sao không? Và tương tự như vậy á, bên phải thân xe nó cũng là cái gì, nó cũng là y cộng một, chỗ này nè, bên phải thân xe là y cộng một, bên phải của thân xe là y cộng một rồi, thấy không? Rồi bây giờ các bạn nhìn tiếp cái thằng bánh xe đầu tiên, cái bánh xe bên trên nè, nó so với cái thằng bên trái thân xe á, nằm trên cùng một cột đúng không, nằm trên cùng một cột, nhưng mà cái số dòng của nó là sao, cái dòng của cái thằng này nè, trừ đi nó bị giảm so với cái thằng này, tại vì cái dòng đang tăng từ trên xuống dưới, cho nên ở cái dòng của thằng O, cái bánh xe đầu tiên nè, nó sẽ có cái dòng thấp hơn một dòng so với cái dòng của cái bên trái thân xe, là cái dấu gạch đứng này, phải không? Cho nên là tôi sẽ lấy cái bên trái thân xe tôi sửa lại một chút. Đây nè, bên trái thân xe đúng không, tôi sửa lại là cái mật độ của nó là bị trừ đi một, thì cái này á, là bằng ký tự A cộng đi, cho cộng A cộng. Cái này là bánh xe trên bên trái đó.
trên bên trái. Và tương tự như vậy á, mình sẽ có một cái bánh xe ở dưới bên trái. Ở dưới bên trái thì á, nó sẽ lấy cái hoành độ đó, nó cộng thêm 1. Tại vì các bạn nhìn nè, cái thằng này nè, cái hoành độ nó sẽ là cái thằng này cộng thêm 1 để ra được cái thằng này. Bánh xe dưới bên trái. Đó. Thấy ra được cái này không? Rồi bây giờ đã có trên dưới thì phải có bên bên trái, rồi bây giờ phải có bên phải. Rồi mình copy lại cái đối tượng map này, mình làm một chút. Tương tự như vậy các bạn nhìn. Cái thằng bên phải thân xe này nè. Cái thằng ở trên mà bên phải, cái bánh xe ở trên bên phải á, nó sẽ nằm thụt lùi một cái dòng so với cái thằng này. Tức là chỗ này nè, nó sẽ là trừ đi 1. Cái này là bên bánh xe trên bên phải. Cố gắng nghe nha, chỗ này quan trọng rồi. Và tương tự như vậy, bánh xe dưới bên phải nó sẽ là cái hoành độ cộng thêm 1. Chỗ này là x cộng 1. Chỗ này giống mày. Bánh xe dưới bên phải. Đó. Vậy là chỗ này bánh xe hả? À đúng rồi, tôi quên. Hai cái bánh xe cho nó hai giá cộng. Tôi hết thì tôi cho cái này là dấu thăng luôn để cho nó khác cái biệt. Đó. Đó là tôi đã vẽ được cái xe của player ra rồi. Thấy không? Bây giờ ở cái in đường đua này nè, in đường đua thì cái thao tác này nè, cái thao tác mà tôi vừa mới làm ở đây á, nó chỉ là in ra cái đường đua thôi, nó chỉ đang là in ra cái đường đua nguyên một cái đoạn mã này nè, nguyên cái đoạn mã này các bạn nhìn này, không có nhanh, không có trễ gì đâu, cứ là xong. Ê, đừng có góc. Chú cứ anh giảng bài anh cũng mệt chứ bộ. Biết hôm nay anh chúc học luôn. Hôm nay anh học có iOS trên kia mà anh chúc học rồi. Anh ngồi giảng kia. Em cũng có mà. Rồi bây giờ nha. Cái hàm in đường đua này á, do nó đang xuất ra cái đối tượng map, mà đối tượng map trong tình huống nó vừa là đường đua, vừa là đối tượng xe. Cho nên tôi sẽ xuất ra đối tượng xe trong này luôn. Các bạn coi tôi in ra cái xe này. In xe này là như sau. Thì mình xuất ra cái đường đua, xuất ra cái xe luôn. Ừ. Mã xe vị trí nào thì biết. In xe là bản chất nó đã in được ở đây rồi. Các bạn nhìn. Bản chất nó đã in được ở đây rồi. Nó đã in được ở trong này nè. Thấy không? Cái eo á nó chỉ out ra map ID á, nó đã in ra rồi. Nhưng mà bây giờ tôi in ra như sau các bạn nhìn nè. Tại vì tôi muốn cái xe nó lột cái màu nổi bật so với cái đường đua. Tôi cho nó màu vàng giống như cái thằng đó nó là màu vàng. Thì có quy tắc là nếu như map y g mà bằng ký tự x hoặc map y g bằng ký tự a cộng hoặc map y g, tức là tôi đang lấy ra những cái bộ phận cấu thành cái xe á, bằng ký tự gì đó thăng đúng không, thì tôi sẽ tích color 14 cho cái xe màu vàng, tách hết cái xe luôn. Đúng rồi. Rồi sau đó tôi see out ra, see out map EG ra. Rồi sau khi tôi see out xong rồi thì tôi tách color 7 lại cho những cái hàng ở dưới để cho nó trở lại như bình thường, trở lại màu bình thường. Rồi bây giờ các bạn coi tôi in cái đường, tôi vẽ cái lại cái xe rồi, vẽ xe rồi. Bây giờ nha, ở trong cái hàm main nè, tôi vẽ đường đua xong rồi đúng không, tôi vẽ xe ở đây, vẽ xe ở đây rồi vẽ lên. Quên, tôi chưa có tạo độ cho nó. Thôi bây giờ tôi cho nó tạo độ ban đầu đi, x bằng 20, y bằng 15. Đó rồi, tôi chuyển cái y đây, vẽ lên. Cái này là nó bị giật rồi. Tôi coi cho. Cái thằng xóa màn hình. Xóa màn hình đưa lên đầu. Vẽ xe layer XY in ra cái đường đua. Viết 30. In ra cái đường đua xong cứ in ra xe chứ ba. In ra đường đua.
phải vẽ nó trước rồi mình mới in nó ra ở đây, vẽ đường đua in nó này. À cái này để em trước không, sau đó là dịch lắc ra cho nó xóa màn hình rồi mà có khả năng nó đang chạy là bài cũ luôn đó. Hoặc là tôi đã canh một cái tọa độ không hợp lại cho nó để tôi coi lại coi. Ít y là hầu ít, ít y trừ 1 giảm xuống một cái tăng rồi loại hàng đó y trừ 1 của bạn trừ đi 1 bánh xe dưới cộng với bánh xe trên cộng 1 thì trừ đi 1 cộng thêm 1 là hai cái bánh xe A cộng này. Ít y trừ vào pin men ít bằng 20 y bằng 15, ít bằng 20 y bằng 15. Khi mà chưa có cái hàm vẽ xe thì cái in đường đua nó chạy được. Quay chu một vòng lặp, nó lặp vô tận xóa màn hình. Cái này nó hay bị dịch ứng lắm nghèo ơi. Gì vậy? Tại vô giờ cho đang học mà chứ giờ gì vậy? Rồi bây giờ tôi phải cho nó một cái học hả? Nghĩ nó ngủ mày á, ở đây không? Không tới 30, không tới 30. Ai biết nó ngủ mày hả? Xóa màn hình. Sao nó không ra được cái chỗ này ta? Map EG, CR, Dexterom. Rồi, tôi hiểu rồi. À, do tôi đang để cái eo ở đây nó sẽ làm cho mình bị in hai lần. Ở lần đầu tiên á, nó khỏa những cái eo nào nó khác 0 và khác 29 á, nó in ra đúng không? Sau đó nó lại gặp cái thằng in xe này, nó lại in ra một lần nữa không được. Ở đây tôi sẽ bỏ cái eo vào xuống dưới đây đi. Tôi bỏ cái eo vào xuống dưới đây. Ở đây tôi để eo ít vô đây. Chạy lại cho có cải thiện lại không? Thôi từ từ, cái xe nó mất luôn rồi. Tôi bỏ cái vẽ xe đi rồi đúng không? Cái vẽ xe đâu rồi? Chạy nó lên. Có vẻ đỡ hơn nữa, nhưng mà vẫn bị dịch quá. Cái này do cái khung của tôi á, biết không, cái khung cần xô đó nó không có đủ cái chỗ để chứa được cái thằng này, cho nên nó xảy ra hiện tượng dịch như thế này. Bây giờ tôi muốn để chứa được nó đó thì tôi lên đây tôi để một cái hàm resize cần xô ra, resize cần xô tôi để 800-600 ra thì nó sẽ không có dịch nữa đâu. Kinh nghiệm làm game cho tôi biết điều đó. Rồi sao đó là do thế này nè, cái khung cần xô của tôi á là ban đầu đó, lúc mà tôi chưa có resize á là cái khung nó kích thước nó nhỏ, nó cố định là chỉ có bao nhiêu đó thôi, mà cái đường đua của tôi á nó đã dài quá cái phạm vi cho phép của cần xô, nó xảy ra cái hiện tượng dịch. Bây giờ tôi để cái thằng này vô thì nó được, nên là tôi đã resize cho cái khung nó bự lên á. Ủa sao xe nó không chạy? Bạn chạy để tôi chỉ mới vẽ ra thôi à, tôi chỉ mới vẽ nó ra thôi chứ tôi chưa có cho nó qua trái qua phải gì đó. Giờ các bạn thấy được cái xe không, đó cái đường chưa? Cái đường nó không chạy à. Cái đường nó một lát xử sâu mà. Cái đường để tôi làm nó bị cái gì đó, một lát tôi xử sâu cái chỗ đó chưa? Giờ thấy được cái xe chưa? Nằm trên đường đua. Thấy ha? Rồi, ở đây hồi nãy mình làm không được và bị chỗ này nè. Cái chỗ này á, lẽ ra cái eo mình không được để lên trên mà mình phải để ở dưới cùng, để mà nó không phải là những cái ký tự trên á, thì cuối cùng nó sẽ si ao những cái ký tự là bình thường. Cái eo nè, mình phải để ở cuối cùng mới đúng. Đó là như vậy. Rồi ở chỗ này không, chưa hiểu cái eo nữa. Là vì thế này nha, nếu như giờ tôi để cái eo này lên dưới cái ít này vậy thì chỉ cần những cái thằng nào mà nó khác không và nó khác 29 thì nó si ao ra cái đối tượng đó, tức là nó có được cả cái xe luôn đó. Rồi sau đó xuống đây nó lại tiếp tục, nó lại xuất ra cái xe đó lần nữa, tức là hai lần không có được, cho nên tôi mới để dưới cùng đó. Đó là tôi xuất ra những cái tật bình thường thôi, còn đây là tôi đang in ra cái xe này. Còn đây là những ký tự không phải là xe. Không phải là xe là cái con đường mà. Là cái con đường mà ký tự rộng á.
có hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này hai chân. Ổn ha. Rồi. Bây giờ cái chỗ này các bạn thử thay cái hàm xóa màn hình. Nhìn kỹ nè, cái màn hình của mình nó đang như vậy nha. Nó đang như vậy đúng không? Giờ thử thay cái hàm xóa màn hình bằng cái hàm System Select, các bạn sẽ coi được kết quả của nó nếu mà để như vậy nè. Thấy không? Không hay nha. Cái hàm System Select không bao giờ hay được trong chỗ này đó. Bỏ đi. Rồi. Bây giờ tôi đã có được cái xe rồi, bây giờ tôi muốn cho cái xe nó di chuyển qua trái, qua phải, đi lên, đi xuống. Trái, phải, lên, xuống thì di chuyển làm sao? Thì làm như sau. Tôi sẽ có một hàm gọi là hàm di chuyển xe. Những cái hàm này nó rời rạc nhau nhưng mà một lát nữa các bạn sẽ thấy được một cái hoàn chỉnh rồi. Void di chuyển xe. Di chuyển xe. Thì để coi. Ở đây tôi truyền vào XY, tức là cái tọa độ hiện tại của cái xe đang đứng. XY là cái tọa độ hiện tại của cái xe. Đó, rồi, các bạn coi ở đây. Bây giờ nếu như tôi ghép anti-CKT gì đó rồi. Thằng đó đâu rồi ta? Cái cây à đây, mày đây rồi. Cái cây, nếu cây nó là VL, quên VK, tiếp gặp left, tức là đang đi qua trái. Trễ giờ hả? Có bạn. Nếu mà trễ thì có thể về trước rồi có thể clip lại. Muốn về không? Em sẽ biết thì phải về lắm. Ủa? Xe buýt xuống chỗ này em chắc 7 giờ vẫn còn mà. 7 giờ vẫn còn chứ. 7 giờ còn. 7 giờ phải ra đón rồi. Tại vì mấy ca anh học buổi sắp tới cho nó, có mấy ca anh cho nó 7 giờ về. Biết nó về thì có mấy đứa đi Hữu Đức. Hữu Đức 7 giờ về được không? Phải 7 giờ con lại gần hết. Từ đây mà xuống Hữu Đức chỗ trường em á, 7 giờ bắt đầu 6 giờ 45 đi. Đi đó. Rồi 7 giờ bắt xe đi có kịp không? Về được không? Giờ qua trái nha, giờ các bạn nhìn là qua trái. Qua trái thì sao các bạn nhìn nha. Đây là cái xe. Đây là nguyên một cái xe. Thấy không? Qua trái là sao? Đó là tôi sẽ xóa cái xe hiện tại đi. Và tôi cho tất cả những cái bộ phận của nó, cái số cột nó bị giảm đi một cột. Còn cái dòng vẫn giữ nguyên. Bởi vì thế này, ví dụ như từ tôi nói thằng này nằm đi, giờ tôi cho nó qua trái, tức là cái dòng vẫn nằm trên dòng đó, nhưng cái cột tức nó bị giảm đi, tức là tất cả mọi cái bộ phận nó đều bị giảm đi một cái đơn vị ít hết, còn cái xe trước đó nó bị xóa đi. Vậy thì á, tôi muốn qua trái đúng không? Đầu tiên là tôi sẽ xóa cái xe đi. Ví dụ qua trái mà đụng trước ngày bò thì tôi không, cái đó mình làm xong. Giờ xóa xe đi nha. Xóa xe đi sao? Tôi sẽ copy lại mấy cái này nè. Xóa xe thì mấy cái này tôi cho nó là ký tự động nha. Ký tự động. Đó, rồi xóa được cái xe đi. Đơn giản. Rồi, đồng thời không, nghĩ cao siêu không ra. Tôi cho cái mạnh độ, cái tung độ, cái tốc độ tức nó bị giảm xuống, tức là y trừ trừ. Rồi sau đó là mình sẽ thực hiện, mình lại gọi lại cái hàm vẽ xe. Gọi là cái hàm vẽ xe ra. Vẽ xe layer tiếp y. Giảm cái cột xuống, giảm cột xuống. Và gọi vẽ lại cái xe. Thấy không? Rồi. Ở đây á, tôi đã có một cái thao tác trừ trừ. Thì ở đây tôi phải tham gì? Tham chiếu cho cả hai cái này. Phải tham chiếu hết cho cả hai cái này. Đó là tôi đang qua trái. Bây giờ tôi còn như vậy đó, tôi qua phải thì sao? Ủa anh chiếu thằng Y, thằng Y thôi, X làm gì? Bây giờ tôi qua phải thì thằng X nó thay đổi nè. X Y, bây giờ thằng X có thể là đi lên đi xuống. Tôi muốn cái xe đi lên đi xuống thì coi. Đúng không? Không phải đi qua trái phải lên xuống nữa. Qua phải thì nó sẽ làm VK right.
gọi là kiến thức rất là hay. Rồi xóa xe đi. Rồi phải thì cái y nó sẽ cộng cộng tăng cột lên, tăng cái cột lên. Rồi à, bây giờ tôi ở đây tôi phải eo ít nha, tại vì ở trên đã có ít rồi, eo ít qua trái qua phải. Bây giờ tôi muốn đi lên đi xuống, xe nó phải đi lên đi xuống được mà. Đi lên là VK úp, úp là đi lên thì nó cũng xóa đi hết. Lên thì các bạn hình dung là hoành độ sẽ bị giảm xuống ít chừng chừng, giảm hoành độ, giảm giảm số dòng. Ủa y như trừ chứ ít chứ dòng, dòng mà y là cột, mà y là cột rồi ít là dòng. Nhìn nè, cái xe đang nằm ở đây, bây giờ tôi muốn cho cái xe này nó nằm ở trên này thì có phải là nó được, nó bị giảm cái số dòng xuống không? Cái dòng là cái chỉ số dòng kéo ngang qua nó bị giảm xuống. Ủa sao sao mày nói ít là chiếu ngang đây, ít chiếu ngang là đối với GoTo XY. Còn tôi đang nói ở đây là cái đối tượng mát mà tôi đang xét theo cái chiều dài chiều rộng mà, là số dòng số cột. Hồi nãy lúc đầu giờ tôi nói rồi, đừng có lẫn lộn với hai cái đó mà. Ít kéo ngang, y kéo lên trên là đối với GoTo XY. Còn cái này là khác. Cái này là tính theo dài rộng, cột số dòng á, cái này ít chiều trừ. Tương tự như vậy tôi muốn đi xuống thì nó sẽ là đi xuống. Một game hoàn chỉnh sắp được ra đời. Đi xuống là VK down thì nó sẽ là ít cộng cộng, nó tăng số dòng lên, tăng số dòng. Rồi bây giờ thử nghiệm bằng cách là tôi lấy cái hàm di chuyển xe tôi bỏ đi trong một lần. Ủa mày chơi game này nãy tôi thấy giờ cái xe nó nằm ngang qua trái qua phải thôi, đâu có dụng lên xuống không? Tôi hít lên xuống cho nó bá đạo hơn, không có gì đâu. Lên xuống thì tăng tốc độ hả? Ừ. Nha. Di chuyển xe, ít y vô, rồi chạy lên, coi có gì hot. Có gì không? Trái, phải, lên. Ê, xuống. Cái đèn giữa đó có đèn không? Ở đèn mất cái đèn giữa luôn mày. Hay vậy? Thì nó lập trình nó ra thôi. Ở đây tôi cho nó đi nhanh hơn một chút bằng cách tôi để slip không nha. Slip không là chạy bá đạo luôn á. Chạy nhanh nhất rồi. Với lại cái máy tôi thì chậm á, chứ nếu mà cái bài này các bạn đeo mới lại thì nhanh hơn nhiều. Và bây giờ các bạn nhìn nè, nó có cái lỗi như thế này. Trọng trọng luôn không? Đó, nãy nó bị chí viên, đúng không? Bị chí viên thì có việc. Đi mất phải không? Rồi đi lên trên chắc cũng mất luôn đó. Đó, mất luôn. Rồi đi xuống dưới chắc cũng mất luôn. Chắc còn nó mất luôn, thấy không? Vậy thì giờ sao đây, mình phải xét được cái vị trí pin các bạn. Mình xét như sau, các bạn nhìn thế này. Bây giờ vị trí pin là như thế nào nha, tôi sẽ làm mẫu như thế này. Ít ở đây á là nó bắt đầu từ không, cái dòng và cái cột bắt đầu từ không. Bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho các bạn coi như thế này nha. Bây giờ vẽ xe, các bạn nhìn cái hàm vẽ xe nè. Tôi truyền vào ở đây á là 00. 00 tức là các bạn tưởng 00 là nó nằm ở đâu? Có phải là nó sẽ nằm ở cái góc trên này không? Thử coi như thế nào nha. Cái nào cũng phải thử rồi mới thấy được. Thực tế là 00 á là nó đang tính theo cái bụng của xe. Nó là tính theo cái ít á, là cái bụng của xe. Cho nên nó đã bị, tức là bây giờ cái ít nó đang nằm ở ngay góc này nè. Cái ít nó nằm ngay góc này nè. Thấy không? Nó là tính theo cái bụng của xe. Bây giờ tôi phải làm sao cho nó hiểu được là tính theo cái bánh xe ở trên thì tôi phải lùi nó xuống. Ví dụ như thế này. Thử làm nháp nha. Qua phải một cái. Ủa quên, nó nằm ở đây rồi, cái xe là khác. Bây giờ thế này. Bây giờ nó sẽ đi xuống dưới một cái, tức là 2. Cái này lùi vô 2 ký tự. 1 ký tự là 1 cái chấm trên màn hình. Nó lùi vô 2 ký tự. Nó đang giãn rồi, làm game rồi. Các bạn nhìn nè, nó bị dư ra rồi. Đẩy cái hàng hành độ lên một cái nữa. Ok, ngồi nghe không em?
mọi nghe nè, đẩy cái phần hành đội lên một cái nữa, tức là cho nó cái này một đi. Rồi, thấy nó nằm ngay góc này không? Thấy nằm ngay góc trên cùng không? Rồi, vậy tức là trên cùng nó sẽ là, mình sẽ ghi chú trên cái bảng này nha. Trên cùng sẽ có tọa độ là 1, 2. Thấy không? Rồi bây giờ dưới cùng thì sao? Tối đa là 30. Nhưng mà nếu 30 là nó nằm ngay cùng với nó cuối rồi. Mình nằm cho nó là 28 đi. 28 là góc dưới. Thử coi. Thử coi nó nằm góc dưới cùng không? Nằm ở góc dưới cùng rồi. Tại vì mình phải trừ đi, tại vì cái bụng của nó là rùi xuống ký tự là 29. Và nó khác nữa. Mình phải giảm cái bụng nó xuống nữa. Ủa, nó nằm tính theo bụng mà. Không, cái 29 sau trước là phải giảm 2 phải không? Không, nhưng mà là đến 29 là cuối cùng đúng không? Nhưng mà do mình đã tính theo cái bánh xe cho nên là mình phải lùi lại vào 28. Tại vì nó tính theo cái bụng mà, cho nên mình lấy được bánh xe là phải tính theo 28. Tức là dưới cùng, trên trái cùng, trái ở trên cùng á là 12. Trái dưới cùng là 28.2. Bây giờ nếu bây giờ phải thì sao? Phải thì chỗ này nó là 2 28, nó ngược lại, nó ngược lại chút. À, không được rồi, nó lùi lại cái cột một chút, tức là cái cột của đây nó sẽ là 27, cái này nó bị tặng lên là tầm là 127 chắc được. Tập cách xác định tọa độ thấy không, 127 sẽ ra được cái xe trên này. Vậy ở đây nó sẽ là trái phải cùng là 127. Còn bây giờ nếu mà trái dưới phải trái cùng phải trên cùng rồi, phải trên cùng. Còn bây giờ nếu mà phải dưới cùng thì sao? Phải dưới cùng thì nó sẽ là 27 luôn. 27, 28 rồi. 28 đi. Nó còn thiếu một ô nữa, nó tới cuối. 28. 27. 28 rồi, nó nằm ngay sát cái đường biên rồi. Đó. Vậy là mình ghi cái tọa độ nó vô đây là 28, 27. Rồi. Đó, chính giữa là sao? Không, mình chỉ đang xét là cái bánh xe. Cái bánh xe nó không được vượt quá cái đường ranh đó. Bây giờ mình bắt đầu mình kiểm tra coi, nếu mà nó đụng thì mình bỏ nè. Copy lại cái này nha. Copy lại cái này. Mình di chuyển. Copy lên đây. Copy lên cái di chuyển nó lên này nè. Tôi copy lại comment trên này. Rồi. Nếu mà trái trên cùng, tức là ít nó khác một thì tôi mới cho nó qua trái, còn nếu nó một rồi thì tôi bỏ, tôi không cho nó qua, tôi mới cho nó qua trái. Ít khác một qua bên trái rồi. Được. X khác 1 thì tôi cho nó qua trái. Tôi gọi cái này vô đây. À, thôi. Tôi nên làm như thế này. Qua trái đúng không? Nếu mà X khác 1 thì tôi mới cho nó xử lý. Đó. Nếu X khác 1 thì mới xử lý thực hiện trong này nè. Xóa xe rồi giảm tốc độ, vẽ lại xe rồi. Thấy không? Hát 1 thì nó mới làm như vậy được. Rồi qua trái. Qua phải thì sao? Qua trái. Để tôi thử coi. Có gì đó không ổn. Trái hát 1
qua được. Dạ hả? Không qua được nữa rồi. Kỳ vậy. Ờ, quá. Ủa vậy cái Queen này còn Grab nó không được. Đâu không? Nó không được qua bên trái nếu như mà cái hoành độ của nó bằng với cái đường đua. Bằng với cái đường đua. Tức là như thế này nè, nó không được qua. Ờ, quy tắc cho nó như sau đi. Nếu ít nó, nếu mà nó là một thì nó bị trừ đi là bằng không cũng được rồi. Nếu ít lớn hơn một, ít lớn hơn một, số cột bị giảm xuống, không không phải chết, nó xét dựa trên cái số cột. Ừ, các bạn nhớ coi clip vào nha. Yeah. Nếu y nó lớn hơn một như vậy. Y lớn hơn 1. Tại vì qua trái là cái y trừ trừ, y phải lớn hơn 1 thì mới được. Thì mới qua trái được. Bây giờ nè, nó qua trái rồi. Không. À không được. Nó qua đây nè, y phải lớn hơn 2. Y phải lớn hơn 2 tại vì nó tính theo cái bục xe cho nên mới cộng thêm 1 nữa. Y lớn hơn 2 thì nó mới không cho qua trái. Nhìn nha. Không cho qua, thấy không? Không cho qua nè. Đó. Đi lên trên này cũng không có được qua. Ở đây là cũng không có được qua. Thấy không? Nó không được vượt quá cái đường biên. Nó xét theo cái y. Nó xét theo cái y ở chỗ này. À, tương tự như vậy á. Cái chỗ này là y cộng cộng đúng không? Ở đây mình đã nói tối đa là nhiêu ta? 27, cho nên là nếu y nó nhỏ hơn hoặc bằng 27 thì được. Lớn hơn 27 không được. Nếu y nhỏ hơn hoặc bằng 27 thì được, tại vì 27 là cái giới hạn tối đa rồi. Nó đang cùng cộng nữa, nó sẽ cùng vượt qua nữa, cho nên tối đa là 27 cộng thêm 1 nữa, cho nên 28 là ngay cái góc cuối luôn, chứ nó không có thể nào vượt quá được nữa. Rồi, góc này vô đây. Sao em? Ngay cái bụng xe là không, ok, thì bên kia là một, nhưng mà cái đường đua nữa, mình tính ra cái đường đua nữa. Giờ chạy thử cái trường hợp bên phải coi. Phải thì không được rồi, vậy là 26. Mình cứ mò đi, cái này lâu lâu mình sai một chút thì mình cứ mò. 26 nhỏ hơn 27 là được rồi. 26, ờ đó. Đó, thấy không? Thấy không? Nó không ra được. Xuống dưới thì được, tại mình chưa xử mà. Rồi, bây giờ đi lên mình sẽ không rõ đi lên nữa khi nào. Khi mà ở đây nó đang là cái gì? Ít trừ trừ đúng không? Nếu ít mà nó lớn hơn 1 thì mình mới cho nó trừ trừ. Còn nếu nó bằng 1 trở đi thì mình sẽ không cho nó trừ trừ nữa. Thế này phức tạp không? Giờ thử nè, thử nghiệm. Giờ đi lên nè. Không đi lên được, thấy không? Thấy không? Không đi lên được nữa. Rồi, tương tự như vậy. Đi xuống thì mình sẽ quy tắc là ít cộng cộng đúng không? Tối đa đó là 27, nếu mà ít nó nhỏ hơn hoặc bằng 27. 26 ít nhỏ bằng 26 thì mình mới cho cái xe nó đi xuống. Canh này qua đây. Rồi, chạy nó lên. Giờ coi cái xe nè, nó không có đi xuống được. Ê, còn thiếu 1 phút mà. Chỗ này chắc mình cho nó là 27 đi. Đúng không? Tại vì nó còn thiếu 1 phút nữa nó mới đi xuống được mà. Thiếu 1 phút nữa nó đi xuống được. Cho nó 27. Và đó. Đó, không có đi được. Thấy không?
không có đi lên được, không có đi qua phải được, chỉ nằm trong phạm vi này thôi, thấy không, thấy rõ ha.